Hello, chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo. Rồi nha anh em, hôm nay thì vẫn còn một số anh em hỏi mình là anh ơi, anh đã về đến Việt Nam chưa? Thì mình thông tin cho các bạn đó là hiện tại thì Kẹo đang ở Việt Nam. Và các bạn ơi, thời gian này thì sẽ có nhiều thời gian để làm video hơn cho anh em xem nhá. Ok luôn này, ủa, vãi cả hàng. Thật là bên này vậy? Đùa nhau à? Anh em chờ Kẹo tí này. Vãi cả hàng. Sao đấy hả? Ok luôn 2Q. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng bàn luận với nhau về cái vấn đề đó là có nên giảm sát thương của cây súng shotgun M1887 hay không. Thì đây, đầu tiên thì mình sẽ nói chuyện sơ qua với anh em một xíu. Đó là cây súng shotgun M1887. Đầu tiên thì nó là một cái cây súng mà anh em bắn nó rất là nhanh, rất là mạnh. Nhưng nhược điểm của nó là một băng đạn chỉ có 2 viên. Nhưng mà anh em thấy không ạ? Đó là sát thương gây ra từ cây súng shotgun M1887 nó khá là mạnh. Vì thế nên là một số game thủ của chúng ta yêu cầu bên Garena đó là sẽ fix sát thương của cái cây súng này. Đơn giản thì trong cái cộng đồng Free Fire là anh em sử dụng MP40 rất là nhiều luôn. Tức là thế giới chia ra làm hai thái cực, đó là fan MP40 và fan shotgun M1887. Đó thì mình ngày trước là mình hay xài súng tiểu liên nhiều. Bây giờ thì mình xài cái cây shotgun M1887 nhiều hơn. Thì các bạn thấy là những cái phát bắn gây ra từ cái cây súng này nó khá là uy lực và cực kỳ là mạnh mẽ. Đó thì có một điều đó là anh em fan tiểu liên thì muốn fix cái sát thương của cây súng shotgun này nó giảm đi một xíu. Đó thì nó sẽ đỡ gọi là cục xúc hơn. Thì về phía bên Gardena thì vẫn chưa có bất cứ một cái thông tin phản hồi nào rằng là cái cây súng này sẽ bị giảm sát thương. Ngoài ra thì mình có thu thập một số ý kiến của những cái bạn chơi game Free Fire. Thì có một cái tin đồn đó là cái cây súng này, shotgun M1887 đây, thì có khả năng là trong phiên bản OE20 thì sắp tới đây sẽ được đưa vào thính này. Đó, hoặc là giảm sát thương. Nếu như mà súng anh em có thể lượm tự do thì nó sẽ giảm cái sát thương của súng. Ok, thì như các bạn biết đó là những cái việc như kiểu là tăng sát thương hoặc là giảm sát thương súng thì nó xảy ra rất là nhiều ở những cái phiên bản cập nhật này. Đó, và OB20 này thì cũng đã tăng chỉ số của một số loại súng này, cũng như là điều chỉnh sao cho nó hợp lý. Đó thì cái cây shotgun M1887 này mình không nghĩ nó là một cái ngoại lệ đâu, vì là do anh em phản ánh rất là nhiều. Mà bên Gardena Free Fire thì họ rất là lắng nghe những cái ý kiến của người chơi. Thế nên là về cái việc cây súng này giảm sát thương hoặc là được đưa vào thính thì mình nghĩ là nó cũng chỉ là một cái chuyện một sớm một chiều thôi. Ủa ấy, mình tưởng là ở trên cái nóc thung lũng này có người, nhưng mà thì ra là không phải. Rồi nha, ok. Thì trận đấu này của chúng ta ngày hôm nay còn lại 27 người chơi nữa. Và mình đang mặc cái bộ trang phục nó khá là cũ rồi, thủ vệ báo. Thì cơ bản là mình thích thì mình mặc thôi, chứ không phải là đồ cũ hay là đồ mới gì cả. Rồi nha, bây giờ thì chúng ta let's go. Và anh em ơi, các bạn xem video thì nhớ các bạn đó là hãy nhấn nút like và chia sẻ video để ủng hộ cho Kẹo nhá. Và nó thì góp phần làm cho mình có thể là xây dựng những cái video có nội dung tốt hơn. Hoặc là anh em có ý kiến gì muốn mình làm bất cứ một cái thử thách gì, hay là quay đồ hay là mua trang phục gì đấy, thì các bạn có thể là cũng là comment ngay bên dưới video. Thì thi thoảng mình sẽ trả lời comment của các bạn. Và chúc các bạn xem video vui vẻ nhá. Vâng, hôm nay thì anh em có thể thấy là Kẹo chơi một cái combo súng nó khá là dị. Chúng ta có AK và shotgun M1887. Phải nói là đây là một combo súng nó uy lực, cực kỳ là uy lực. Đơn giản thì AK nó là một cái dòng súng trường mạnh mẽ nhất luôn. Mạnh mẽ nhất trong những cái loại súng trong game Free Fire bây giờ luôn. Đơn giản thì cây AK này thì sát thương trên mỗi viên đạn nó cực kỳ là lớn. Cũng như là cây shotgun M1887 thì anh em biết được không ạ? Đó là cây này bắn vào người thì có bà cứ phải gọi là đau rát hết cả người, ê ẩm luôn. Thì đấy là những cái vấn đề mà Kẹo chém gió sương sương với anh em. Rồi nhá. Thật ra thì cái combo súng mà Kẹo hay dùng ấy, thì đây là mình hay dùng combo shotgun M1887
với lại thêm MP40 hoặc là combo best hơn của mình đó là P90 thì chơi game nó còn ngầu hơn nữa cơ. Bây giờ thì khi mà Kẹo dùng cái combo súng này thì cái ưu điểm đó là bắn phát nào kẻ địch nó thốn luôn phát đó anh em ạ, thốn đến tận rốn luôn, không phải đùa. Đấy nên là kẻ địch nó sẽ khá là xoắn quẩy và tạo tâm lý anh em chơi game cực kỳ tự tin này. Ủa này, làm sao đấy hả? Ui, hai đứa luôn cả. Này làm sao qua đây? Ủa chạy luôn cả. Đùa nhau à? Xong luôn một đứa này. Và còn một đứa thôi nha anh em ơi. Ơ, đúng không ạ? Có phải là còn một đứa không hay là hai đứa nó kêu nhau rồi nhỉ? Pha này thì Kẹo không chắc nữa cơ. Hình như là hai đứa hạ gục nhau rồi. Ủa thôi, tôi thua với các ông luôn. Hai cái thằng này thì nó đã hạ gục nhau lâu rồi. Bây giờ thì mình chỉ cần đến và lượm xác cho nó thôi. Thì cái vấn đề này nó cũng cực kỳ đơn giản nhở. Được rồi, ok. Đó, sửa cái giáp cho nó ngon đã. Và hiện tại thì đây, có mỗi cái mũ là mũ level 2 thôi. Còn giáp với lại ba lô của Kẹo thì nó vô cùng là xịn sò. Mình thì hầu như là mình không có lượm những cái trang bị thừa. Trang bị nào thừa thì mình thường sẽ vứt luôn cho nó rộng cái ba lô. Ok mọi người, đây còn lại mười mấy đây, 17 người chơi nữa mà thôi. Tập này thì cứ tích cực đi kiếm người thôi. Ủa ơi, vãi hàng thật. Đây ạ, ui, hai đứa ngáp nhau luôn. Vãi, cái gì đấy? Ui, này thật kia, này thật kia. À, chuẩn bị ăn đạn xuất gun M1887 nha em ơi. Nào, chuẩn bị tâm lý đi em. Ủa ơi, chạy đâu hả? Xong luôn, ngon lành anh em ơi. 8 kill rồi, đã. Thật sự đã luôn. Đây thì Kẹo trang bị luôn 4x và AK. Đó, nãy giờ là tôi cầm 2x bắn để nâng cao trình độ thôi. Còn bây giờ là càng về cuối trận thì mình càng mong là sẽ được top. Đó, thế nên là lắp thẳng 4x vào chơi luôn. Tầm này thì khá là khoai bởi vì là Kẹo thì không còn trái bông keo nào. Chúng ta chỉ còn lại một trái lựu đạn duy nhất thôi. Mong rằng thì nó có thể là giúp cho mình trốn thoát được những cái pha gọi là... Đó, những cái pha gần đai chẳng hạn này. Ví dụ thế. Ok, với cây nấm một củ thì mình có thêm 50 EP, cũng khá là ngon nghẻ. EP thì nó không cần thiết nhiều lắm đâu, nhưng mà thi thoảng anh em có EP thì các bạn di chuyển nó cũng cộng thêm máu. Khi mà anh em bị bắn thì nó cực kỳ là hữu dụng luôn. Nhiều khi là một máu nó cứu anh em. Đơn giản là có những cái trường hợp mà mình solo với kẻ địch là mình chỉ còn lại vài máu thôi. Đó, nhiều khi là tại sao mình bảo các bạn là còn vài máu thì cũng bơm. Lý do là anh em ơi, vài máu nhưng mà khả năng cao địch nó ăn được mình đấy. Rồi nha, combo hiện tại của Kẹo: một cái giáp chống nổ trắng, hay còn gọi là giáp chống nổ level 4.5, một cái mũ 3. Đó, anh em thấy đủ xịn sò chưa? Với combo nó ngon như này mà không kiếm được top 1 nữa thì chắc là xóa game đi anh em ạ. Xóa game đi, đừng chơi nữa. Chơi làm gì cho nó phí thời gian anh em ạ. Chơi làm gì cho hại mắt chai pin ra, đúng không nào? Rồi ok, 8 người chơi. Mình là ngày hôm nay chơi game một cách nó khá là tự tin bởi vì là luôn có sự ủng hộ của các bạn mà. À anh em, còn anh em nào mà chưa nhấn like video cho Kẹo thì nhấn ngay nhá. Rồi nha. Lâu lâu xin like của anh em một tí. Đó, mà đây không phải là cái hành động câu like gì đâu nhá. Anh em lại cứ bảo là thằng sĩ Kẹo này làm video câu like câu sub. Thật ra thì các bạn thấy video Kẹo hay thì các bạn đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Anh em nhấn chuông để có thể nhận được video khi mà Kẹo đăng video sớm nhất nhá. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ok, và phía trước chúng ta nó là một cái vùng UAV. Đấy, hóng thôi anh em ơi. Xung quanh đây thì phía trước mặt mình là có hai thính luôn. Thì mình sẽ chạy theo phía này cho nó an toàn này đấy. Cái gì cũng phải từ từ. Và đặt tính mạng lên trên hết anh em ạ. Nào, có ai đây không? Một thính thì ở ngay dưới nước. Quả thính khoai thế. Khoai thế này chơi gì đúng không nào? Hôm nay thì chia sẻ với các bạn về cập nhật OB20 nhỉ. Đó là những cái phiên bản cập nhật gần đây thì anh em có thể thấy là có đảo quân sự, đảo thiên đường thì nó không có nhiều những cái sự thay đổi. Nhưng mà có một điều đó là các bạn ơi, đã xuất hiện thêm một cái bản đồ mới đảo Sa Mạc. Một vài ngày nữa thì các bạn sẽ chơi được thôi. Và mình cũng đang rất là hóng xem là bản đồ đảo Sa Mạc này chính thức thì nó sẽ ngon như thế nào. Đúng, chắc là sẽ khá là ngầu đây. Ủa ấy, khá
khá là bất ngờ nhưng mà không sao, xử lý nhẹ nhàng thôi và chúng ta có được 9 kill. Ai, ngon lành. Thế là đây mình đang có một cái mũ phải gọi là vô cùng xịn sò, hình như là mũ new luôn anh em ơi. Mũ không mất phần trăm giáp nào luôn, quá là ngon nhở. Rồi nha anh em, đây cái thính vừa rơi ngay trước mặt thì chúng ta chuẩn bị ra qua lượm thính xem nào, xem là có gì nào. À, lại có thêm bông keo ngon. Tầm này thì hết than thở nhá. Thế là có luôn 6 trái bông keo này, quá là điều bình thường luôn. Ai, lâu lâu kiểu không có bông keo khổ vãi. Và đây, đây là một combo súng siêu ngầu mà kẹo đang sử dụng, đó là dê anh em, đó là một cây shotgun M1887 và MP40, combo hổ báo cáo trồn thôi anh em. Tức là combo này thì anh em chỉ có thể là xử lý kẻ địch ở gần này. Đấy đấy, ui làm sao, ui đùa nhau à? Thì các bạn có thể là thay nhau đổ súng và cực kỳ đơn giản hạ gục địch một cách nó rất là dễ mà thôi. Thêm một vài trái lựu đạn. Ok, đây ngồi tạm đây nhá. Ngồi phía trên thì kẹo không thấy ai đâu. Đó, và chúng ta lại có thêm máu này, 15 túi máu luôn anh em, thấy kỷ lục chưa? Nhưng mà các bạn ơi, tầm này thì thiếu đạn súng tiểu liên này. Đạn súng tiểu liên 51 viên thì chơi gì, còn đạn shotgun 58 viên thì chơi quá thoải mái luôn. Nào, lên trên đây coi nào. Ai, vậy là còn những 5 thằng nữa cơ. Thế này là cũng hơi căng đấy, thế này là cũng hơi căng đấy. Nói chung là cũng hơi căng. Bảo bây giờ mà kẹo tự tin top 1 luôn thì đúng là giống kiểu tự tin thái quá anh em ạ. Nên thôi, tôi sẽ cố gắng tôi chạy hát luôn anh em ạ, top 1 luôn cho anh em sợ. Rồi nha, bắn luôn thùng dầu. Không là tí lại chạy thế nào, địch nó bắn vào thùng dầu mình lại lên bảng. Đó nên là cái gì cũng phải cẩn thận. Rồi ok, 5 thằng nữa. Đến coi là các chú ở đâu đã nào. Không thấy thanh niên nào luôn. Rồi nha, ten ten. Uầy, một đứa vừa vỡ đầu. Tầm này còn lại 4 đứa. Rồi mình lại qua phía này thôi, tranh thủ kiếm người thôi. À kia rồi, kia rồi. Anh em đã nhấn like video giúp kẹo chưa? Nhấn like video giúp kẹo nhá. kìa. Ok, nhấn like nào, giúp kẹo có động lực gọi là lên trên vả luôn thẳng ở trên nào. Đây anh em ơi, chờ tôi tí. Đây. Làm sao bôi cao sẽ khỏi nhờ. Ai như là ui vãi, chạy nhanh thế, ăn gì chạy nhanh thế, lại lắp tên lửa đi rồi. Ui tầm này thì MP40 bắn hơi kém, nhưng mà đây mình có những 6 quả lựu cơ mà, ăn no lựu đạn em nhé. Ui thế này chạy đâu, chủ tính chạy đâu, đùa nhau à? Nào lên đây thử coi. À đủ dụng bông keo cơ, nhiều bông keo thế nhỉ. À thằng mè núp sau thính kìa. Tầm này thì còn mấy giây nữa là boss thu thôi, xem là nó chạy đi đâu nổi. Tất nhiên thì mình ở trên mình sẽ có được một cái góc bắn nó rất là tốt anh em ơi, bắn nó headshot dễ không ấy mà. Nào đến đây em ơi, nhanh kìa boss thu kìa. Ui làm sao đấy, ui xong luôn. 11 kill rồi, thằng cuối. Hiện tại thì kẹo đang giữ cái vị trí top 2 ở trong trận đấu này, thằng cuối nữa thôi, cố gắng hạ gục nó win luôn nào. Anh em ơi, anh em đoán xem pha này top 1 không nhở? Phải nói là đồ ngon thế này thì không top 1 hơi bị phí. Đâu để tôi tìm xem, thằng cuối đâu hả? Thằng cuối mày trốn đâu rồi hả? Qua đây solo với anh luôn nào. Đây các bạn ơi, vào bo trước cái đã. Ui hơi xoắn quẩy tí. Nào full máu, full 200 máu, chơi game cho nó ngầu. À tình hình kiểu này phía sau kẹo thì không có, thế là khả năng cao là thằng bé ở ngay phía trên đồi à? Ok thôi. Rồi nha anh em, đây mình vẫn chưa thấy nó đâu cả. Ok thôi thì chắc là nó ở trên đồi đấy, lên trên đồi kiếm nó luôn. Đấy chạy theo phía này thì mình nghĩ là an toàn, còn đúng một quả bóng keo duy nhất thực sự là cũng hơi lo, nhưng mà không sao, cố gắng hạ gục nó luôn cho nó gấu nào. À đủ. À thấy rồi, nghe mấy thằng bé ngay ở dưới. Nó ngay chỗ gốc cây kìa. Ok, bình tĩnh. Bình tĩnh tiếp cận mục tiêu nào. Này làm sao? Ủa chạy nổi không em? À đủ. Chạy nổi không em? Ui. Dựng như một keo thế nhở? Em ơi, chuẩn bị lên đường đi này. Yes. Ngon lành. Wow, 12 kill top 1 rồi. Và ngày hôm nay thì kẹo sẽ kết thúc cái video này tại đây. Bye bye anh em nha. Và hẹn gặp lại các bạn sau nhá.
Tạm biệt mọi người.